Xin chào quý anh chị đã quay trở lại kênh của em. Ngày hôm nay là ngày mùng 6 Tết rồi và là ngày 17 tháng 2 2021. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái căn nhà rất là đẹp và giá cũng rất là rẻ luôn. Hướng chính Tây nha. Ngang 3,5m, dài 8m, một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ. Có cái sân thượng view rất là đẹp luôn và đây là một căn mặt tiền. Cách chợ Bình Chánh khoảng 3,5 cây tới 4 cây các anh chị nha. Một căn nhà được xây rất chắc chắn và nằm ở một cái lô đất lô góc nha, đường trải nhựa luôn, nằm trong khu dân cư, cách chợ Bình Chánh khoảng 3,5 cây nha. Chúng ta có thể đi theo quốc lộ 1A hay là đường Đinh Đức Thiện đều được, và cách khu đô thị 5 sao tầm khoảng 4 cây. Đây thì có 5 căn thì bên em bán hết 4 căn rồi, chỉ còn một căn duy nhất này cho các anh chị nào muốn sở hữu. Đó là căn thứ hai ha. Căn này thì có giá là 1,280 tỷ, giá đầy đủ luôn. Và mỗi căn đều có sổ hồng riêng luôn. Đây là con đường của chúng ta nè các anh chị. Em sẽ quay cho con đường này các anh chị, cách đường lớn rất là gần luôn. Chỉ vài chục mét thôi các anh chị. Đường trải nhựa đàng hoàng luôn nha. Và lề đường là 3m, rất là thoải mái cho chúng ta đậu xe. Bên em làm sẵn cho các anh chị mái che rồi. Cửa rất là đẹp luôn, cửa có cửa kéo và cửa nhôm sinh pha, kính cường lực nha. Đó, một cái căn nhà nằm trong một cái khu dân cư rất là đẹp. Cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 3,5 cây. Bây giờ em sẽ quay cho các anh chị xem cái con đường này dẫn ra con đường lớn có xa hay không nha. Nó chỉ khoảng tầm 50m thôi các anh chị. Nếu mà đi đường chim bay thì tầm khoảng 20m là tới con đường lớn. Đây là con đường của chúng ta, hoàn toàn là nằm ở con đường nhựa mặt tiền luôn nha. Đường này là 8m, lề đường 3m. Đó, thì đi chụp vài bước là mình sẽ tới được cái con đường lớn này. Tất cả đường ở đây đều trải nhựa hết. Ở đây thì mình có thể kinh doanh buôn bán rất là tự do. Đó, đây là con đường lớn nè các anh chị. Một hướng là sẽ ra quốc lộ 1 và một hướng sẽ chạy thẳng ra chợ Bình Chánh nha các anh chị. Từ đây ra chợ Bình Chánh khoảng 3,5 cây theo quốc lộ 1 này các anh chị. Đó. Đây là con đường sẽ kết nối với đường Đinh Đức Thiện và đường quốc lộ 1A. Ra chợ Bình Chánh khoảng 3,5 cây. Dân cư rất là đông đúc luôn và đi lại rất là thuận tiện. Mình có thể đi di chuyển tới quận 6 theo trục đường quốc lộ 1A. Đó, bây giờ em sẽ đi vào căn nhà cho chúng ta. Đây là chỉ còn một căn duy nhất thôi các anh chị, ngang 3,5m và dài 8m hướng Tây. Giá đầy đủ của căn nhà này là 1,280 tỷ. Nếu các anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại, thông qua Facebook, Zalo, Viber đều được nha. Đó, Viber với lại Facebook thì em có để trên màn hình đó. Các anh chị thấy tiện cách nào liên hệ thì mình có thể liên hệ nha. Căn góc này thì bên em đã bán rồi. Đó, căn hai mặt tiền này đã bán cho một anh qua Tết này, anh sẽ vô ở này, chuẩn bị dọn vô ở rồi. Đó, đường rất là thoải mái luôn. Lề đường này được trắng gạch lát rất là đẹp rồi. Đó, cửa thì mình có hai lớp. Lớp cửa là cửa sắt bên ngoài, mình có thể kéo ra kéo vào nha. Bên em cũng làm sẵn cho các anh chị một cái mái che đằng trước 3m. Căn này thì mình sẽ có một trệt 2 lầu và có sân thượng bên trên rất là đẹp, có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nha. Mỗi căn thì mình đều có đồng hồ, nhà vệ sinh riêng. Pháp lý ở đây thì mỗi căn sở hữu một sổ hồng và đây là sổ hồng đồng sở hữu nha, mỗi nhà sẽ có một sổ. Đứng tên 5 người, đó 5 căn này, mỗi nhà có một sổ. Và trên sổ của các anh chị thì cũng có tên của 4 người còn lại. Và trên sổ của 4 người còn lại cũng sẽ có tên của các anh chị luôn. Đó, đây là pháp lý đồng sở hữu. Và ra sổ ngay cho các anh chị luôn, không phải chờ đợi nha. Đó, căn này là ngang 3,5m, dài 8m. Không hỗ trợ vay ngân hàng nha các anh chị. Các anh chị trả thẳng một lần là 1,280 tỷ. Là mình sẽ sở hữu trọn vẹn căn nhà này luôn. Và đây là đất ở, đất thổ cư, sở hữu lâu dài nha.
nằm trong một khu dân cư đã được quy hoạch rất là bài bản. Đường thì đường trải nhựa, lề đường cây xanh rất là đẹp. Đây là không gian của phòng khách. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng mà với giá này thì các anh chị không thể tìm được một căn khác đẹp, có mặt tiền đường nhựa và hai lầu, sở hữu 3 phòng ngủ, rất là tiện lợi cho những gia đình nào có con và có bà nội bà ngoại gì đó. Có thể mình có 3 phòng ha, một phòng thì cho một cặp vợ chồng, một phòng này dành cho con của chúng ta và một phòng dành cho bà nội bà ngoại. Nhà vệ sinh này ngay kế cầu thang này, mình sẽ có thể tiết kiệm được diện tích. Ở nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ các cái thiết bị vệ sinh như là lavabo này, vòi tắm, vòi xịt. Đặc biệt là bên em lát gạch sạch sẽ, gạch bóng từ dưới lên trên cao hơn 2 mét, rất là sạch sẽ luôn. Không gian bếp là cũng khá là rộng nha các anh chị. Căn này thì có không gian bếp, tủ bếp trên và tủ bếp dưới này, đầy đủ luôn. Ở trên trần thì làm thạch cao. Căn này là căn mình sẽ đổ bê tông và sau đó làm trần thạch cao nha các anh chị. Xây dựng rất là chắc chắn luôn. Nước ở đây rất là mạnh nha các anh chị. Đó, quá đã luôn. Cái bếp này khá là sạch sẽ và nước rất là mạnh, các anh chị có thể yên tâm nha. Tủ bếp này làm bằng ván ép, chống thấm nước khá là tốt. Ngay chỗ này thì có cái gương này và có một cái cửa sổ thông gió. Đó, bếp của mình sẽ rất là thoáng, có cả lavabo rửa tay rửa rất là tiện lợi luôn. Chỗ này thì mình có thể để một cái máy lạnh nha. Xin lỗi, đó là mình để một cái tủ lạnh. Đó, có sẵn là dây điện. Không gian khá là thuận tiện nha. Còn một căn duy nhất thôi, các anh chị nào nhanh chóng sở hữu và bên em sẽ ra sổ ngay cho các anh chị luôn, không phải chờ đợi. Sổ này là sổ đồng sở hữu ha. Đất ở nông thôn và đất là đất thổ cư. Cách chợ Bình Chánh khoảng 3,5 cây nha. Đường rất là thuận tiện, xe tải xe hơi vô thoải mái luôn. Giá đầy đủ của căn nhà này chỉ là 1,28 tỷ nha, giá 100% chứ không phải giá 50%. Em đăng cho các anh chị là giá 100% luôn, các anh chị đỡ mất thời gian đi coi. Xong cái nhà người ta báo giá rất rẻ, tuy nhiên mình tới coi thì giá rất là cao. Đó. Thì giá này là giá 100%, 1,28 tỷ ha. Đó, có một cái nhà vệ sinh này ngay bên cầu thang. Sau đó mình tới cái bếp khá là rộng. Bếp thì cũng đầy đủ các cái tính năng. Và được lát gạch men này, các anh chị để ý là ở bên tường nhé. Bên em lát gạch men lên cao hơn khoảng 1,2 m, giúp cho cái tường của mình sạch sẽ nha. Cầu thang này đi di chuyển cũng khá là thuận tiện. Tất cả các cái bậc thang này thì được lát đá hoa cương màu đen, giúp chúng ta phân biệt rõ ràng khi chúng ta bước lên bước xuống ha. Và nhà của chúng ta di chuyển ra chợ Bình Chánh nó khoảng 3,5 cây, rất là thuận tiện. Nếu mà về quận Bình Tân hay quận 6, quận 8 chừng khoảng 30-40 phút nha. Đó, cầu thang của chúng ta làm rất đẹp luôn. Một căn nhà được đầu tư khá là tốt. Căn này anh chủ này xây dựng cũng khá là chắc chắn nha. Cầu thang làm bằng tay vịn thì làm bằng gỗ và có kính cường lực bảo vệ này. Một căn nhà xây rất là đẹp. Cửa đây thì được đầu tư là một cái cửa gỗ, mắc hơn cả nhôm sinh pha kính cường lực nha, rất là thuận tiện. Đây là cái phòng căn phòng ngủ đầu tiên ở trên tầng 1. Trên tầng 1 này thì có 2 phòng ngủ và có nhà vệ sinh ở giữa 2 phòng, giúp cho cái việc chia sẻ nhà vệ sinh thuận tiện ha. Ở trên trần này làm cũng khá là tỉ mỉ, rất là đẹp nha. Đèn ở đây sử dụng đèn LED. Tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ, giúp cho cái căn phòng thông thoáng và tốt cho sức khỏe của chúng ta các anh chị. Căn phòng này
có chiều rộng khoảng 3m, chiều dài chắc cũng khoảng 3m là 9m2 ha. Rất là đầy đủ cho chúng ta có thể sử dụng làm phòng ngủ. Đó, con đường này chúng ta có thể nhìn thấy luôn. Ra đường lớn nếu mà theo đường chuyên bay chỉ khoảng tầm 20-30m thôi. Và di chuyển rất là thuận lợi. Các anh chị nhà nào có xe hơi hay xe tải mua căn này thì rất là hợp lý nha. Mình có thể đậu trước nhà. Đường rất rộng. Đó. Hai phòng ngủ. Trần la phong, đèn led khá đẹp. Đây, nhà vệ sinh sẽ nằm ở giữa này. Hai phòng đi lại sử dụng rất là thuận tiện luôn. Nhà vệ sinh này rất sạch sẽ, rất đẹp. Và được đầu tư khá là tốt nha. Có gương này. Được lát gạch từ dưới lên trên luôn. Cao hơn 2m luôn. Qua đầu của chúng ta luôn. Và đây là một cái căn nhà có thể nói là được đầu tư khá bài bản nha. Với giá 1.280 thì các anh chị sẽ không tìm được một cái căn nhà nào mà có hai lầu và nhà mặt tiền, đường trước nhà là đường chảy nhựa, rộng 8m, vỉa hè mỗi bên 3m. Wow, rất là đẹp luôn. Đây là căn phòng ngủ rất là đẹp nha. Cửa sổ thì làm hết luôn, làm hết cái diện tích của cái phòng này luôn. Chính vì thế căn phòng này ngắm cảnh, ngắm view rất là đẹp luôn. Các anh chị có thể sử dụng căn phòng này, sau này mình có thể bán hàng online, chúng ta livestream trực tuyến. Đó, rất đẹp luôn. Ánh sáng thì đầy đủ luôn. Rất là ngon lành. Mình có thể sử dụng một cái căn phòng để chúng ta làm cái studio, quay bán hàng online khá là thuận tiện. Đó, đường trước nhà là 8m. Mặt tiền luôn các chị. Giá đầy đủ của căn nhà này chỉ là 1.280, sổ hồng riêng từng căn. Mỗi nhà một sổ luôn các chị nha. Và ra sổ ngay luôn cho các anh chị luôn, sang tên công chứng trong buổi sáng là xong ha. Cầu thang này di chuyển khá là dễ dàng. Tay vịn là bằng gỗ. Thành cầu thang thì làm bằng kính cường lực. Tất cả các cửa phòng ở đây làm cửa gỗ này. Còn được đầu tư hơn cả này từ nhôm sinh pha kính cường lực luôn. Cửa sổ thì làm bằng kính cường lực và nhôm sinh pha. Đây là cái căn phòng ngủ thứ 3 của chúng ta. Đó, nhìn ra đường rất là gần luôn nha. Một khu dân cư cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 3.5 cây. Di chuyển theo quốc lộ 1A hoặc đường Đinh Đức Thiện đều được ha. Về quận 6, quận 7, quận 8 chừng khoảng 30 phút. Rất thuận tiện cho các anh chị đi làm và sở hữu nhà ở đây. 30 phút di chuyển thì khá là bình thường ha. Và đặc biệt cái nhà này thì chúng ta rất là gần đường cao tốc Bến Lức Long Thành nha. Sau này chúng ta có thể lên đường cao tốc, mình di chuyển tầm khoảng 15 phút là tới trung tâm thành phố rồi. Đi làm thì cũng 15 phút là ok rồi, không bị kẹt xe. Đó, view này là view ra sân thượng rất đẹp luôn. Chiều chiều mình ra sân thượng mình ngồi đây uống cà phê, thư giãn, đọc sách thì khá là tuyệt vời. Và những anh chị nào mà tham gia bộ môn yoga hay là gym thì mình có thể ra đây mình tập này, thiền này. Đó, ở trên là mình có một cái cửa đi lên mái luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Không gian của sân thượng này em rất là thích nha. Các anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay số điện thoại trên màn hình 0906 485 209, Zalo hoặc Viber hoặc Facebook Messenger đều được ha. Đó, anh chị nào mua căn này thì vừa túi tiền rồi, 1.280 là giá đầy đủ. Anh chị nào ở bên nước ngoài có thể liên hệ với em qua Viber hoặc Zalo, Viber hoặc Facebook Messenger nha, Huy Sài Gòn House ha. Đặc biệt là anh chị nào mà chưa đăng ký thì mình hãy đăng ký kênh để mình có thể nhận được những cái video sắp tới của kênh em. Kênh em là một kênh rất là uy tín, bán nhà, giấy tờ đầy đủ. Và đặc biệt là bên em luôn luôn
báo giá chính xác cho các anh chị luôn, khỏi mất thời gian ha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.